Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu anh em một em AB150 2020 2022 nha. Thì AB160 nó cũng gần giống như vậy, nhưng mà cái chóa đèn nó khác một xíu, góc cạnh hơn và nó cái hộp phía sau thì nó rộng hơn. Đó. Thì cái xe này vừa được mình nâng cấp một cái combo full top in dành cho AB 2020 luôn, là dàn đầu trước. Đây là nguyên một bộ chóa, bên mình lên sẵn hai bi M10 MI Racing và một cái bộ Audi A11 tích hợp cái mí, tích hợp xi nhan đầy đủ luôn anh em ha. Đây, anh em có thể quan sát qua. Đó, đây là vòng 3D tổ ong, mắc quỷ đổi màu qua app nha. Và trên này thì là mình sử dụng cái app A11 Pro để mình làm cho cái mí dummy. Các bạn thấy là rất là đẹp luôn và đều và không có hiện nhân led nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình test qua điện thoại cho anh em xem nha. Rồi, đối với cái mí A11 Pro phía trên á thì anh em thấy nó đang chạy hiệu ứng. Cái này là cho anh chủ xe, anh đang để cái hiệu ứng mà anh thích ha. Bây giờ mình tiến hành mình kết nối nè. Khi mà anh em bật điện thoại lên thì tự động nó kết nối nha. Rồi, bật Bluetooth lên thì tự động nó kết nối. Đó. Nó kết nối xong thì anh em sẽ tiến hành mình chọn được cái hiệu ứng, mình sẽ chọn cái hiệu ứng đầu tiên. Đây là hiệu số 1 các bạn. Rồi hiệu số 2 nè. Mình chọn cái màu sắc mà mình muốn ha. Đó, rồi hiệu số 3. Rất là đẹp nha, rất là nhiều hiệu ứng. Nó có tới 10 hiệu ứng để anh em lựa chọn lận. 4 nè. Đây là hiệu ứng auto, nó sẽ tự động đổi màu. Anh em có thể quan sát nó tự động đổi màu ha. Rồi hiệu số 5 nè. Đó, rất là đẹp nha anh em. Hiệu số 6 nè, là hiệu ứng chạy lúc nãy đó. Rồi chúng ta có thể chỉnh tốc độ cho nó chậm lại. Đó, nó vút qua vút lại rất là đẹp nha anh em. Hiệu số 7 nè. Đó. Cái mí Audi A11 này thì bên mình làm rất là nhiều rồi, cho nên là anh em có thể tham khảo một vài cái xe mà bên mình lên cái mí này ha. Rồi. Auto này anh em. Ok chưa? Rồi. Đây là những cái hiệu ứng. Còn ví dụ như trong trường hợp mà những anh em mà mình muốn nó đứng một màu thì chọn vào cái phần dummy nha. Ở đây bên app điện thoại nó có một cái phần dummy, chúng ta bấm vào đây. Thì anh em quan sát là nó đang màu đỏ đúng không? Chúng ta muốn nó chọn một cái màu duy nhất thôi. Xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím gì đó, anh em cứ bấm vào những cái màu cơ bản ở đây. Ở đây nó có 9 màu cơ bản. Còn ngoài ra thì chúng ta muốn mà chọn được những cái màu khác nữa thì chúng ta chọn lên trên cái bánh xe màu phía trên. Nó sẽ có tới hàng chục triệu màu ở trên này. 16 triệu màu ở đây trên này cho anh em ha. Thì anh em chọn thoải mái luôn. Chúng ta chỉ cần nhích nhẹ một cái là nó đã ra một cái màu khác rồi nha anh em nha. Đó, cái mí màu này cũng rất là đẹp này. Nó không phải là màu hồng đậm mà cũng không phải là hồng nhạt mà nó hơi hồng đỏ các bạn. Rất là đẹp nha. Qua camera thì các bạn nhìn nó cũng không có được chân thật lắm, tại vì là nhiều khi đó mình thấy nó cũng gần giống rồi đó. Ok chưa? Thì chúng ta có thể chọn được cái màu xanh. Đây, ví dụ như mình chọn một cái màu xanh tím đi ha. Đó, nó phải là nó là xanh tím đó các bạn. Còn ví dụ màu xanh da trời thì nó là đây. Ok chưa? Rồi. Cái bộ Audi A11 này thì nó sẽ tích hợp xi nhan nữa. Cho nên là khi mình xi nhan á, đây anh em quan sát nè, khi mình xi nhan nè. Đây, đây là hiệu ứng xi nhan. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vào cái hiệu ứng 1. Đó, rồi chúng ta chọn tốc độ cho nhanh lên. Rồi chúng ta đổi cái màu xi nhan cũng được luôn các bạn ha. Chúng ta muốn chọn màu gì chúng ta đổi màu đó nha. Mình chọn màu tím chẳng hạn ha. Thì nó sẽ vút màu tím. Nó có 3 hiệu ứng ở đây, là hiệu ứng chớp tắt và hiệu ứng vuốt Audi. Đây hiệu ứng chớp tắt đây các bạn. Rất là đẹp nha. Đây hiệu ứng chạy đây. Đó. Rất là nhiều hiệu ứng ở đây nha anh em. Mà anh em chọn cái màu nào cũng được. Màu đỏ đi ha. Chúng ta chọn màu đỏ rõ. Rồi ok. Và thêm hiệu ứng phanh nữa. Rồi tắt xi nhan nha. Đó, khi anh em bóc phanh thì nó sẽ có cái hiệu ứng này. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn qua cái hiệu ứng số 2 này đi. Rồi mình chọn cái màu đỏ đi cho nó nguy hiểm ha. Rồi ok, thả ra. Đó, khi anh em bóc phanh thì nó sẽ nhảy cái hiệu ứng này. Bóc giữ cho anh. Rồi đó, khi mình chỉnh tốc độ cho nó nhanh lên này. Đó các bạn. Rồi ok, thả ra. Đó, thì ở cái app này toàn bộ là chúng ta chỉnh qua điện thoại hết nha. Thì cái bộ này á giúp cho chúng ta là có thể linh hoạt chuyển đổi màu, mọi thứ nó rất là dễ dàng. Nó không có phụ thuộc vào một cái gì các bạn. Rất là nhiều cái màu sắc đẹp nữa. Đó, nó thể hoàn toàn chỉnh được luôn. Là toàn bộ qua app điện thoại và tích hợp xi nhan nữa nha. Cho nên giúp cho cái bộ đèn chúng ta ngầu hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, về phần cái bộ Audi, cái bộ bi ở dưới thì bên mình làm cái bi M10 Racing. Và nó có thể đổi được cái màu qua của mắt quỷ luôn. Chúng ta sẽ có một cái app khác. Của cái mắt quỷ ha. Chúng ta tiến hành vào đây, chúng ta chọn màu đỏ thì nó đứng màu đỏ đó các bạn. Thấy không? Màu xanh thì nó đứng màu xanh nè. Đó, màu xanh dương này đó. Hoặc là chúng ta còn có cái bánh xe màu mười mấy triệu màu ở đây. Tức là chúng ta chọn màu thoải mái luôn. Đó, rất là nhiều màu ở đây cho anh em chọn nha.
thấy chưa? Đó, anh em thấy nó đổi màu không, liên tục luôn ha, chứ là đổi màu quá điện thoại luôn đó. Ngoài ra thì nó có những cái style, những cái phong cách mà nó chớp flash rồi các kiểu rất là đẹp. Đây ví dụ như mình chọn màu đỏ flash này, đó anh em chọn cho tốc độ nó nhanh lên này, đó chúng ta chỉnh tốc độ nhanh lên này, đó các bạn thấy không ạ, nó chớp hai mắt màu đỏ này đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn cho nó 7 màu flash, mỗi lần chớp thì nó đổi một màu đó các bạn thấy không ạ, hoặc là chúng ta có thể chọn 3 màu flash giống như lúc nãy mình để ha. Đó, rất là nhiều cái phong cách ở đây, anh em có thể dễ, rất là dễ lựa chọn. Bật điện thoại lên là tự động nó kết nối các bạn ha. Rồi, về cái cặp bi MA Racing, đây mình lấy giùm anh một cặp đi. Về cặp bi M10 Racing thì cái cặp bi này nó có cái đặc trưng đó là dúng ánh sáng với lại Titan Black về cả đường cắt và cái chân cắt luôn. Đó, còn với combo này anh em thấy là mình lắp rất là đều luôn, rất là đẹp. Và anh em có thể tăng chỉnh lên xuống bình thường là như Vinh nha. Chúng ta chỉnh đèn hiệu, tăng chỉnh lên xuống bình thường như Vinh. Đó. Còn đây là trên, đây là một cặp bi MA Racing. Là bên này mình, bên mình vừa mới lắp cho chiếc AB này. Cái bi này á các bạn, nó giống với lại cái bi M10, bi Titan Black. Nhưng mà nó lại có giá rẻ hơn Titan Black. Đó, cho nên là rất là nhiều anh em thích lựa chọn ha. Đây, MA Racing kiểu dáng rất là giống, lúc của nó cũng rất là giống các bạn ha. Đó, và cái kích thước của nó cũng ngắn như cái Titan Black luôn, cho nên là, và được bảo hành thì cho anh em tới 12 tháng, tức là 1 năm thì anh em sẽ được bảo hành 1 năm. Đó, kèm với đó là cái độ dài của bi nó cũng ngắn. Đó, nó ngắn như Titan Black, cho nên rất là dễ dàng lắp cho những cái xe như thế này. Đó. Rồi, về cái phần công tắc nha các bạn. Đây các bạn quan sát ở phía trước mình đang có một cái màn ánh sáng nha. Thì cái phần công tắc á, bên mình không có khuyết công tắc, vẫn giữ từ xưa giờ là mình sẽ tích hợp hết vào trong nút vaccine này cho anh em. Thì anh em muốn bật đèn á, chỉ cần mà nhấn giữ cho mình 2 giây thì nó sẽ lên code nè các bạn. Pha này, code pha này. Đó các bạn thấy là ánh sáng của M10 MA Racing rất là sáng nha. Đó, code pha đầy đủ nha. Đó, vaccine này nè. Đó, nhấn giữ 2 giây là tắt đèn này. Chúng ta tắt đèn đi thì chúng ta bấm vaccine vẫn bình thường nha. Đó các bạn thấy không ạ? Có báo pha đầy đủ nha. Toàn bộ là tích hợp và mình không có cắt dây zin nha. Đa phần là bên mình sẽ làm full một bộ dây riêng và chạy có qua cầu chì, qua bình ắc quy đầy đủ hết cho anh em luôn. Cho nên là sau này anh em muốn về Vinh thì về đơn giản các bạn ha. Đó, vaccine bình thường các bạn ha. Và nhắn giữ 2 giây nó sẽ sáng đèn lên pha code này. Rất là ok nha các bạn. Rồi, thì vừa rồi mình giới thiệu với các bạn một cái combo dành cho CAB 150 2020, 2022. Các đời này thì giống nhau. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp bi dành cho cái xe này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số thoại trên các màn hình, hoặc là anh em có thắc mắc gì thì anh em đến địa chỉ 123 đường Hòa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em thật nhiều. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha.